Thưa quý vị, tối nay lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật với chủ đề Hoa ban tình ca Điện Biên sẽ diễn ra tại quảng trường mùng 7 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ. Lễ hội nhằm tôn vinh và phát huy các di sản văn hóa dân tộc của tỉnh Điện Biên, đồng thời quảng bá hình tượng hoa ban trở thành biểu trưng cho mảnh đất và con người Điện Biên nói riêng và miền Tây Bắc nói chung. Từ trung tuần tháng 3, thời điểm gắn với sự kiện mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, nhiều hoạt động trong khuôn khổ lễ hội đã được tổ chức như lễ hội đua thuyền đuôi én tại thị xã Mường Lay, sự kiện hoa anh đào Bá Khoang Điện Biên, lễ hội thành bản phú tại xã Nong Hẹt cùng nhiều hoạt động thể thao, văn nghệ và ẩm thực.